thương em đẹp như xuôi mắt trong lành. Để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng, mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức giang. Lòng con luôn có mẹ kề bên, lòng đầy trao dâng bao niềm vui quý trước Phật đài. Mùa du lan đến áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Trong lòng chín chiều ruột đau, nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm, để du lan này con đã dặn mẹ. Mẹ ơi, đào làm con xin người trở nên hưng hư, giờ mẹ vẫn còn đây hay thương mẹ lớn. Sao mẹ mất ghi lời tiếc thương, mẹ đã vô tri giờ đây có nghĩa gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, dặn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài bông hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con. Má, mấy bữa nay má bệnh làm con lo quá trời luôn à. Này má khỏe lại rồi, có gì đâu mà lo nữa. Cái liều thuốc tốt nhất của má đó là nhìn thấy mặt con gái má nè, má khỏe liền à. Ở trển lúc nào rảnh rảnh thì dạ, con sắp về thăm má. Dạ. Vậy là má sống lâu với con với cháu rồi. Dạ, dạ, dạ ừ, con biết rồi mà. Ừ. Thank you.
giang dòng chiều nay. Con nhớ cha già, nhớ mẹ hiền ở tận quê xa. Lạy Phật Quan Âm từ bi ban cho cha mẹ của con được nhiều sức khỏe để cho con trẻ xa quê yên lòng. Ba nén nhang trầm con nguyện thành tâm, kính dâng ngài ước mẹ hiền ở mãi bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền, dù cho trần gian sóng gió đời bao giông tố mẹ cha vẫn an lành. Ngày rằm vô lan con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đó thắm tươi con cài trên ngực, phần đời xa quê không ở bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi. Thế nên ơi, gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ trầm, con nguyện thành tâm tôn kính dâng ngài ước mẹ hiền ở mãi bên con, và cầu cho cha của con không lo không phiền, dù cho trần gian sóng gió đời bao giông tố mẹ cha vẫn an lành. Ngày rằm vô Phật vì đã cho con đến hôm nay, một bông hồng đó thắm tươi con cài trên ngực, phần đời xa quê không ở bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi. Thế nên ơi, gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình. Ngày rằm vô lan con cảm ơn trời, cảm ơn Phật vì đã cho con đến hôm nay. Một bông hồng đó thắm tươi con cài trên ngực, phần đời xa quê không ở bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi. Thế nên ơi, gần cha gần mẹ thì hãy thương lấy cha mẹ mình, không ở bên mẹ với cha hiền buồn lắm ai ơi. Thế
phòng, má trông trăng vàng so sánh. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khi rơi rớt khôn lường, nương thuyền từ vừa qua bến mê đến nơi bờ giang. Kém đây kỳ vậy, áo mới vừa mua xong thiệt tình. Má ơi, con về rồi. Má ơi, má, con mới vừa về xong nè. Mà thiệt tình ai để cọng kẽm ngoài kia con đi, cái áo con mới may xong cọng kẽm nguy hiểm quá. Cái áo đẹp quá mà rách một đường riết là uổng à. Dạ. Cái áo này mắc tiền lắm á con. Dạ. Tiền quá. Là không?
bây giờ con vô con tắm rửa đi. Dạ. Rồi phụ má nấu cơm ăn. Dạ. Dạ. Ra sao tắm con. Con đi tắm nha má. Giữ hồn mấy tháng rồi mới về thăm má đó. Tới giờ con đi làm rồi, từ đây lên Sài Gòn đường xa lắm. Má ở nhà nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe má. Ừ, ở trên đó mà sắp xếp công chuyện thư thư á, về thăm má đừng dạ. Để má nhớ quá nha con. Dạ. Ừ. Rồi con đi nghe má. Ừ, thôi, thôi đi. Con đi nghe. Ờ. Dạ. Sao má? Còn nữa hả con? Dạ. Còn cái áo mặc à. Vô. Dạ. Đường xa gió bụi nha con. Dạ. Rồi, đẹp con đi nghe má. Ừ, dạ, thôi con đi. Ừ. À, đây là bản thiết kế của em, hẳn rày em làm. Thì em hy vọng là sau khi anh kiểm tra thì rất là mong là bên mình sẽ hợp tác làm việc với nhau. Rồi cho em gửi anh cái bản thiết kế của em nha. Ok, chúng tôi sẽ xem xét lại bản thiết kế này và ngày mai chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Hôm nay cô không mặc chiếc áo khoác hôm qua. Hôm em để dặn rồi. À, hôm qua tôi thấy chiếc áo khoác của cô có khâu đường kim mũi chỉ rất khéo léo. Tôi đánh giá cao về cô. Cô là người khéo léo, chất phác và đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên. Cho nên, tôi quyết định ký hợp đồng với cô. Mẹ ơi, mẹ đã phá chiếc áo cho con khi nào mà con không biết. Hôm qua, con đã gặp đối tác, nhưng con không hề nhớ là mình đang phá chiếc áo rách đã được mẹ vá lại thật cẩn thận. Cảm ơn tấm lòng của mẹ, cảm ơn bàn tay khéo léo của mẹ đã giúp con thành công trong sự nghiệp. Con yêu mẹ. Đây là dự án của tôi đã soạn án xong rồi. À, tôi rất mong được anh xem qua và sẽ ký hợp đồng với tôi. Xin lỗi anh, tôi có điện thoại. Alo. Alo, chị Xuân hả? Ừ, chào em, chị đây. Dạ, em tèo xuống với chị đây chị ơi. Dạ, bác Sáu mình nặng lắm chị ơi. Vậy hả em, có sao không em? Mình chị mình nặng lắm đó, chị gấp liền nha. Dạ, chị mau giờ gấp đi đưa cho bác Sáu đi bệnh viện. Vậy hả, ok, thôi được rồi, để hả chị sắp xếp luôn xong công việc chị về nha. Rồi, bây giờ chị sẽ về liền. Rồi. Anh ơi, hiện tại bây giờ thì em đang có việc rất là gấp. Cái hợp đồng này chắc em để lại cho anh kiểm tra lại giùm em nha. Mẹ em đang bị bệnh ở nhà nên em đang có việc gấp, em cần phải về liền, mong anh thông cảm. Mẹ cô đang bệnh hả? Thật ra hợp đồng này chúng tôi đã xem xét rồi. Và hôm nay gặp cô, thấy được sự hiếu thảo của cô, tôi tin rằng người hiếu thảo thì làm gì cũng được. Chúng tôi ký hợp đồng với cô vì chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Ok, bây giờ tôi sẽ ký liền. Suối mang trong
tài đức giang tù. Lòng con luôn có mẹ kề bên, lòng đầy trao dâng bao niềm vui quý trước Phật đài. Mùa du lan đến áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Trong lòng chín chiều ruột đau, nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm, để du lan này con đã dặn mẹ. Mẹ ơi, đào làm con xin người trở nên hưng hư, giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ lớn sao mẹ mất ghi lời tiếc thương. Mẹ đã vô tri giờ đây có nghĩa gì đâu, những ai còn mẹ xin đừng đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu, hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế. Dặn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi, mỗi du lan về áo con cài bông hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con. Ước nhòa má, mấy bữa nay má bệnh làm con lo quá trời luôn à. Này má khỏe lại rồi, có gì đâu mà lo nữa. Cái liều thuốc tốt nhất của má đó là nhìn thấy mặt con gái má nè, má khỏe liền à. Ở cảnh lúc nào rảnh rảnh thì dạ, con sắp về thăm má. Dạ. Vậy là má sống lâu với con với cháu rồi. Dạ, dạ, dạ con biết rồi mà.